Đây bà con anh em tôi hôm nay sẽ đánh ở hồ khác này, lại hồ cũ mọi khi rất chi là ít người câu, bởi vì cái lượng cá nó gần như là hết rồi. Đây có mỗi hai người thôi, tôi vừa ra ổ xong đây, tôi vừa 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 ra đây, tôi ra ổ xong bây giờ mới ném thính. Ok, đây cô em đẹp trai này, có cô em đi theo, sẽ có người quay phim cái lúc thả thính, chứ còn cá này không được, chỉ lấy cái gì mà thả. Mời quay em ơi. Mấy cục chặt nó lông lên con cục của em ném rồi. Tôm à? Bé đâu? Đấy, bớt lại tầng này, đổ lên trên. Lui.